Hôm qua tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, môn xe đạp đường trường tiếp tục thi đấu với cự ly 155 km đồng hàng nam, xuất phát từ thành phố Vĩnh Yên đến thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đội tuyển xe đạp Nam An Giang có 6 vận động viên tham gia nội dung này. Sau khi thi đấu 3 vòng quanh thành phố Vĩnh Yên, lúc này đoạn đua vào chân đèo Tam Đảo, đây được xem là đoạn đường thi đấu khắc nghiệt đối với các vận động viên, phải thi đấu với nhiệt độ 10 độ C và phải chinh phục những đoạn dốc cao, nhiều khúc cua, là một thách thức không nhỏ cho các cua rờ. Khi còn cách đích 5 km, đoạn đua tách thành nhiều top, trong đó top đầu có 3 cua rờ của Đồng Tháp, An Giang và Thanh Hóa. Tại đích đến, với thời gian 4 giờ 2 phút 33 giây, cua rơ Nguyễn Quốc Bảo, Đồng Tháp giành huy chương vàng, Lê Ngọc Sơn, An Giang giành huy chương bạc, kém người về đầu 29 giây và Nguyễn Văn Lãm, Thanh Hóa giành huy chương đồng. Ở giải đồng đội Đồng Tháp, An Giang và Đồng Tháp chiếm 3 vị trí cao nhất ở nội dung này. Trước đó, đại diện ban giám đốc trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang thưởng nóng các vận động viên xe đạp An Giang 170 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng vượt chỉ tiêu đăng ký huy chương vàng tại đại hội và 70 triệu tương đương với một chiếc huy chương vàng đạt được nhằm khích lệ tinh thần thi đấu các vận động viên. Ngày hôm nay 20 tháng 12, đoàn thể thao An Giang tiếp tục thi đấu nội dung 100 km đồng hạng nữ và chung kết cử tạ. Đây là những môn thi đấu cuối cùng của đại hội.